Chào mừng quý vị đến với chương trình của công ty máy chế biến gỗ Thượng Nguyên. Thay mặt cho ban giám đốc của Thượng Nguyên và các anh em đang công tác tại Thượng Nguyên, kính chúc quý vị nhiều sức khỏe. Hôm nay ekip thực hiện chương trình cũng thay mặt ban giám đốc Thượng Nguyên chia sẻ một vài cái thông tin, ví dụ như trong một cái nhà máy của chúng ta, so với lại những cái thiết bị mà chúng ta sản xuất như là những cái hệ thống CNC, cũng giống như là những cái hệ thống finger, những cái loại dao cụ để sử dụng cho những cái thiết bị đó, thì chúng tôi cũng muốn là chia sẻ đến quý vị là các cái loại máy mà chúng ta mài cho cái dao cụ đó, như là hiện nay quý vị thấy nào là dao finger, nào là dao đánh mộng đuôi én, nào là mũi khoan hai tầng, và dao xoắn, hoặc là lưỡi cưa, hoặc là dao mộng âm. Đó, những cái thiết bị này thì chúng ta còn nhiều cái thiết bị khác nữa. Giới thiệu đến quý vị, đây là chúng tôi có rất là nhiều loại, nhiều công cụ. Từ bên đây thì có BS260, thì đây là một cái model rất là phổ biến, và chúng ta có những cái kích thước chúng ta có thể sử dụng là một cái cưa đĩa lên chế 500mm đến 600mm, mời quý vị. Như quý vị thấy, đây là một cái loại mà máy với cái model là BS260 và với thương hiệu là Chi Chung, đến từ Đài Loan. Thì như cái máy này thì như quý vị thấy, chúng ta có hai cái bộ phận kinh chỉnh để mà chi độ. Ví dụ như chúng ta đang trên cái máy này thì chúng ta đang mài một cái loại lưỡi dao bào, hoặc còn gọi nữa là lưỡi dao tu bi. Và riêng một cái trục này á, chúng ta có thể xoay được là 90 độ, ví dụ như xoay ngang ngược lại. Trên một cái máy model này thì chúng ta có thể làm 4 loại. Một loại chúng ta mài dao này, và ta sẽ có một cái đầu gá của lưỡi cưa, thì chúng ta mài cái lưỡi cưa này. Và như quý vị thấy thì cái lưỡi cưa của chúng tôi hiện nay là với cái kích thước là 600mm, còn gọi là 610mm, kể cả để tính luôn cái đường kính của hợp kim. Với một cái kích thước máy như thế này thì chúng ta mài được 4 loại khác nhau. Giới thiệu với quý vị, đây là anh Thạch, anh sẽ thao tác sơ về hai cái máy này. Trước tiên là bạn có thể thao tác cái máy này để cho quý vị xem rõ là cái này thao tác như thế nào. Đây là cái chúng ta điều chỉnh cái nước ha, cái hơi nước ra điều chỉnh vừa phải để mà cái nước của chúng ta có thể mài được cái lưỡi của hợp kim. Chúng ta rất là sau khi chúng ta gá lên rồi, chúng ta sẽ mài như thế này. Máy này thì rất là dễ thao tác nha quý vị. Và chúng ta có một cái loại là chỉnh độ, xoay độ, có thể điều chỉnh ra được đúng theo cái kích thước của chúng ta. Thạch có thể thao tác tiếp theo. Giới thiệu đến quý vị là hiện nay chúng tôi đang sử dụng một cái lưỡi cưa là 610mm, mài được đa năng, vừa mài dao tu bi và vừa mài được dao được lưỡi cưa. Đó là một vài thông tin. Cứ thế mà chúng ta có thể xoay vòng và tiếp tục. Ở bên đây là chúng ta sẽ mài cái đuôi én. Thì cái nước này đó quý vị, thì chúng tôi sẽ sử dụng là cái nước chúng tôi pha cùng với lại cái bột chống gỉ nha quý vị. Có nghĩa là thời gian đầu á, chúng tôi sẽ có một cái, khi chúng tôi cung cấp máy thì sẽ có một cái bột chống gỉ. Cái bột chống gỉ để chúng tôi pha chung với lại cái nước này, và để chúng ta bơm lên như vậy thì nó dễ dàng sử dụng, và nó sẽ chống gỉ những cái bộ phận sét ở trên cơ thể của máy.
Đây là cái mài mũi rô tơ cũng được, và mũi khoan cũng được, và mộng đuôi én cũng được. Mời quý vị xem, đây là một cái mài, gọi là mài mũi khoan 2 tầng. Có nghĩa rằng là chúng ta có một cái máy thôi mà chúng ta có thể sử dụng được nhiều cái công năng. Đó, chúng ta có thể là sử dụng được là mũi khoan nè, và dao đuôi én và dao rotor. Đó là cho cái hệ thống máy là BS260. Chúng ta một máy nhưng mà chúng ta có thể sử dụng được nhiều công năng, còn gọi là máy mài dao đa năng. Thì trên cái máy này chúng tôi sẽ có thiết lập thêm một cái loại để mà chúng ta mài được là dao finger. Sử dụng một cái máy BS260 thì sẽ được nhiều công năng hơn. Chúng ta vừa có thể là mài dao tu bi nè, mài dao rotor nè, mài mũi khoan nè, rồi chúng ta có thể mài luôn là lưỡi cưa nè. Lưỡi cưa thì nhỏ nhất chúng ta có thể mài được là 100mm, còn lớn nhất chúng ta có thể mài được là 610mm. Thì chỉ cần chọn một máy mà chúng ta có thể sử dụng được là lưỡi cưa rong nè, lưỡi cưa từ một cái lưỡi cưa nhỏ cho tới lưỡi cưa lớn, thì chúng ta có thể sử dụng một máy để mà chúng ta mài cho máy tu bi hoặc là bào bốn mặt mà dao ụ chẳng hạn vậy. Đó, một vài thông tin thì chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của Thượng Nguyên. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị vào video sau. Cảm ơn quý vị.